Xe đạp thể thao Vít.com xin chào các anh chị. Video này xuất lên mẫu xe đạp tay ngang Twitter Cyclone điện tử, giới thiệu chi tiết và bán tới anh chị. Vâng, đây là mẫu xe đạp thể thao của hãng Twitter mới nhất hiện nay, Twitter Cyclone. Thiết kế đẹp, cấu hình cực ngon và giá lại rẻ không lối thoát. Và ngay bây giờ shop sẽ giới thiệu cấu hình chi tiết, báo giá và bán tới anh chị. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao Vít.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Twitter Cyclone có cấu hình khung bằng carbon, càng bằng carbon, cọc in bằng carbon. Vâng, Twitter Cyclone thiết kế khung mềm mại, rất là đẹp. Và cáp thì âm toàn bộ trong khung cũng như là trong càng của xe. Cáp âm từ phô tăng xuống. Sử dụng phô tăng bằng hợp kim nhôm của hãng Twitter, phô tăng vuông. Tay lái của hãng Twitter bằng hợp kim nhôm. Xe sử dụng vành nhôm hai lớp cao 4cm, lan hoa bằng thép và sử dụng cọc Meyer 4 bạc của hãng Retropic. Trục bút to, lốp sử dụng 700x25 xe. Twitter Cyclone đang trang bị hệ thống phanh đĩa dầu và phanh dầu Pro FM105. Với hệ thống phanh này thì bóp nhả rất là nhẹ nhàng, dễ dàng kiểm soát tốc độ anh chị ạ. Và đĩa phanh là đĩa phanh thả đây. Tiếp theo, bộ truyền động trang bị cho Twitter Cyclone này là sử dụng bộ truyền động điện tử. Bộ truyền động điện tử EDX-OX. Đây là tay bấm xả, toàn bộ nó không có cáp luôn anh chị nha. Vâng, bắt sóng luôn. Rất là gọn, lên líp xuống líp. Đùi đĩa, trục rỗng của hãng Rogue, một đĩa bê đan cũng bằng hợp kim nhôm luôn. Cốt giữa thì sử dụng cốt bi đặc đạn. Và phía sau này, vâng, đây là cùi đề EDX-OX, cùi đề điện tử và líp thả 13 tầng của hãng Sugex. Và tiếng cuốn nổ của Meyer 4 bạc nghe rất đã tai luôn này chị nha. Vâng, đây là tổng thể của Twitter Cyclone điện tử. Anh chị đã thấy một cấu hình cao, một cấu hình ngon. Và giá bao nhiêu ạ? Chỉ 16.800.000 bao ship toàn quốc từ shop xe đạp thể thao Vít.com. Nên anh chị đang thích mẫu xe đạp này có thể đặt xe trực tiếp trên web xe đạp thể thao Vít.com, hoặc đặt xe qua số điện thoại hotline bán hàng đang hiện trên màn hình 0989933958 đều được. Anh chị ở xa thì đặt xe online nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà rất dễ dàng. Đây là chiếc màu đen ghi rất là đẹp anh chị nhé. Cảm ơn chị đã dành thời gian theo dõi video. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao Vít.com.